Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập Quyển 2 Phẩm 2 Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương Phần 2 Đức Phật lại dạy Bồ Tát Đà La Ni Vương Tự Tại Vương. Thì Nam, Đại Bồ Tát có 8 ánh sáng xua tan u tối, thanh tịnh hạnh Bồ Tát. 8 ánh sáng đó là niệm, ý, hành, pháp, trí, thật, thần thông, trí vô ngại. Niệm có 8, không mất pháp lành quá khứ, tu pháp lành vị lai, nghe nhớ pháp, suy xét thật nghĩa, không bị sáu trần hủy hoại, luôn ngăn chặn pháp ác như người canh lực canh cửa. Làm lành, giữ cửa thành pháp lành, không bị mê hoặc nơi tà đạo, phát triển pháp thuần thiện. Ý có 8 là nghĩa lý không phải văn tự, là trí tuệ không phải thức, là pháp không phải nhân, là thật không phải lui, là Bồ Tát không phải thanh văn, là cao không phải thấp, là Phật không phải kẻ thoái chuyển, là thương yêu không phải tổn hại. Hạnh có 8 pháp. Pháp, tất cả hành chúng sinh, tâm chúng sinh, 12 nhân duyên, dạng tuyết, hạnh, hết thảy Phật. Pháp có 8, pháp thế gian, pháp xuất thế, pháp vô lậu, pháp vô vi, pháp giải thoát, pháp giải thoát tâm, pháp giải thoát rốt ráo, trí tuệ pháp vô minh. Trí có 8, 8 chánh trí, trí tu đà hoàng, trí tư đà hàm, trí a na hàm, trí a la hán, trí bất chi Phật, trí bồ tát, trí chánh giác. Thật có 8. Hành chánh định, quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, quả bất chi Phật, bồ tát, Phật giác, thần thông có 8. Mắt thấy sắc thật, tai nghe tiếng thật, niệm nghĩ đến chúng sinh trong vô số kiếp thời quá khứ. Tánh, quán tánh thanh tịnh, tịnh tâm mọi loài, hư không, thần thông hiện khắp cõi nước nơi mười phương, phương tiện, độ trí vô lậu, công đức trang nghiêm, tạo lợi cho tất cả chúng sinh. Trí vô ngại có 8, trí, ý, tuệ, Phật, chánh kiến, thanh tịnh tâm chúng sinh, giải thoát viên mãn. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ nhắc lại nghĩa trên, tu tập tâm chánh niệm, không quên nghiệp thiện ác, thích nghe tụng kinh Phật, siêng tu không buông lung, khéo điều phục các căn, an trụ nơi tịch tỉnh, phát triển các pháp lành, tu tập tâm chánh niệm, ngăn chặn mọi pháp ác, như người canh giữ cửa. Bảo vệ thành pháp thiện, không để bốn ma vào, không theo lời ngon ngọt, suy xét nghĩa chân thật, gần gũi thiện trí thức, an vui sống đúng pháp. Ý thù thắng vô biên, vĩnh viễn đoạn phiền não, kiên định trước pháp tà, không hủy bán kẻ ác. Thành tâm niệm chánh giác, không thuyết pháp tiểu thừa, luôn thích pháp vô thượng, diệt bỏ tâm thấp hèn, không sợ ma phiền não, tu tập đại từ bi, không não hại chúng sinh, đạt trí lớn thanh tịnh. Trừ tâm nghi mọi loài, hiểu rõ nghĩa phi diệu, biết phương tiện chân thật, tu bốn trí vô ngại. Quán 12 nhân duyên, nhân tạo nên mọi nẻo, biết không người làm, nhận, tu tập các pháp lớn, hiểu rõ pháp chư Phật, hành hạnh thế xuất thế, đi lại khắp mười phương, biết nghiệp của trời người. Tu tập trí vô thượng, đưa ba thừa về một, thực hành 8 chánh đạo, hủy hoại pháp ba đời, như thật biết tất cả pháp hữu lậu vô lậu, hóa độ khắp trời người, đoạn trừ pháp hữu lậu, như thật biết tất cả pháp hữu vi vô vi, tịch tỉnh không si ám, không chấp trước, không chấp tướng hữu vi. Biết nhân duyên xuất nhập, biết tánh tịnh mọi loài, với chánh định đại thừa biết các pháp như thế, thích vào dòng vô lậu hiệu bốn quả sa môn, tọa đạo hành bồ đề nên tu trí vô ngại. Trừ tà pháp tu thật, an nhiên vào trong chúng, thuyết giảng nghĩa chân thật đoạn trừ pháp sinh tử, mắt tai tịnh không ngại. Nghe thấy mọi tiếng sắc, nhớ rõ pháp quá khứ, hiểu tâm của chúng sinh, tự tại đến mười phương, biết pháp như hư không, đạt trí tuệ vô lậu để giáo hóa muôn loài. Đủ công đức trí tuệ, lợi ích cho mọi người, trải qua vô số kiếp, trang nghiêm phước và tuệ. Vui thọ trì tịnh giới, hộ trì pháp chư Phật, tu tập nghĩa chân thật, an trụ trong chánh pháp. Ta giảng các pháp trên, để chúng sinh tu đạt. Ai tin kính kinh này, thành tựu pháp vừa giảng. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Đà La Ni Vương, Tự Tại Vương. Thì Nam, Bồ Tát, Đại Bồ Tát tu tập 16 việc của tâm Đại Bi. 16 việc đó là vì thấy chúng sinh tham chấp sự hiểu biết của mình, từ đó tăng thêm các kiến chấp, bị trói buộc trong sinh tử, nên Bồ Tát tu tâm Đại Bi. Vì tâm Đại Bi, Bồ Tát thuyết pháp độ sinh, diệt trừ vọng chấp của mọi loài, vì thấy chúng sinh luôn điên đảo, thường cho là vô thường cho là thường,
Khổ thấy là vui, vui thấy là khổ. Sạch cho là nhơ, nhơ cho là sạch. Có ngã cho là không ngã, không ngã cho là ngã. Nên Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp từ bốn điên đảo của chúng sinh. Vì thế chúng sinh kiêu mạn, không có pháp cho là có pháp, không có việc cho là có việc, và vì thế tạo nên bảy loại mạng tăng pháp ác. Nên Bồ Tát tu tâm bi, thuyết giảng giáo pháp đoạn trừ kiêu mạn của chúng sinh. Vì thế chúng sinh bị năm cái che lấp, luôn nghi ngờ, không hiểu thật nghĩa. Nên Bồ Tát tu tâm bi, thuyết giảng giáo pháp giúp chúng sinh diệt năm cái. Vì thế chúng sinh chìm trong biển sáu nhập, mắt thấy sắc, tai nghe, tai chấp tiếng. Nên Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng giáo pháp cứu chúng sinh thoát biển ấy. Vì thế chúng sinh đủ bảy mạng, mạng, đại mạng, mạng mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, hạ mạng, tài mạng. Giới kẻ hạ mạng, Đại Bồ Tát tự hiện sắc tướng khiêm tốn, chánh trực cho đến thức nhiều hơn chúng. Giới kẻ tăng thượng mạng, Bồ Tát bảo, người thật không phải thánh, không nên tưởng mình là thánh. Với kẻ tà mạng, Bồ Tát giảng về chánh kiến. Vì chúng sinh đó, Bồ Tát tu tâm bi, thuyết giảng, chánh pháp, đoạn trừ kiêu mạng của mọi loài, thấy chúng sinh xa lánh đạo thánh, thích hành đạo thế gian và đạo tà ác. Bồ Tát tu tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, diệt trừ đạo ác, đạo thế gian, thấy chúng sinh tạo nghiệp theo cõi ác, bị ràng buộc trong vô minh tham ái không tự tại. Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, các đức sở giới ràng buộc giúp chúng sinh thoát cõi ác. Thấy chúng sinh gần gũi bạn xấu, xa lánh bạn tốt, cam tâm làm việc ác, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, đoạn nghiệp ác của mọi loài, giúp chúng xa bạn xấu, gần bạn tốt. Thấy chúng sinh đủ tham sân si ái, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, giúp chúng sinh trừ tham sân si. Thấy chúng sinh chấp ngã, chấp đoạn, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, trình bày 12 nhân duyên, trí tuệ giúp chúng trừ chấp ngã, chấp đoạn. Thấy chúng sinh ngu si chấp ngã, chúng sinh mạng, sĩ phu, biệt dị, tà vậy, tham đắm. Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, ban trí sáng, giúp chúng sinh đoạn trừ các chấp. Thấy chúng sinh vui thích trong sinh tử, chấp năm ở Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, trừ nghiệp ba cõi cho chúng sinh. Thấy chúng sinh bị ma chướng trói buộc, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, chặt đứt lưới ma cho mọi loài. Thấy chúng sinh ham thích dục lạc, không biết pháp lạc chân thật, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, dạy nhân đạt pháp lạc chân thật cho chúng. Thế chúng sinh cầu niết bàn, nhưng không biết cách, Bồ Tát tu tập tâm bi, thuyết giảng chánh pháp, mở cửa niết bàn cho chúng. Thiện nam, đó là 16 nhân duyên để Bồ Tát tu tâm bi. Thiện nam, chúng sinh có 32 nghiệp ác, Bồ Tát tu tập nghiệp lành để đoạn ác cho chúng sinh. 32 nghiệp ác, chúng sinh ngu si mê muội, Bồ Tát tu tập trí tuệ, thức tỉnh kẻ mê. Chúng sinh hiểu pháp nhỏ, tham dục lạc, Bồ Tát tu tập pháp lớn, thích pháp lạc, giáo hóa chúng sinh, giáo hóa chúng bằng pháp đại thừa. Chúng sinh thích hành phi pháp, Bồ Tát tu chánh pháp giúp chúng sinh tự tại trong các pháp. Chúng sinh nuôi sống bằng pháp tà vậy, Bồ Tát làm việc hợp chánh pháp giúp chúng bỏ việc sai. Chúng sinh chìm trong tà luận, Bồ Tát tu chánh kiến cứu thoát chúng sinh. Chúng sinh thích buông lung, Bồ Tát không buông lung để đội chúng. Chúng sinh thô bạo độc ác, Bồ Tát ăn trụ nơi chánh pháp để cứu giúp chúng sinh. Chúng sinh tham lam keo kiệt, Bồ Tát tu hạnh bố thí để trừ sang tham kia. Chúng sinh hủy phạm giới cấm, Bồ Tát tu giữ giới thanh tịnh, đoạn tâm hủy giới của chúng. Chúng sinh luôn sân hận, Bồ Tát từ bi nhẫn nhục để độ chúng đó. Chúng sinh lười biếng, Bồ Tát tu pháp siêng năng tinh tấn để trừ tâm lười biếng đó. Chúng sinh cuồng loạn, Bồ Tát tu tâm định để độ chúng sinh. Chúng sinh bị che lấp trong trí tà phải, Bồ Tát tu chánh trí để trừ tà trí. Chúng sinh điên đảo, Bồ Tát tu chánh tư duy để độ chúng. Chúng sinh thích tạo nghiệp thế gian, Bồ Tát tu tập phương tiện quyền biến để đoạn nghiệp thế gian. Chúng sinh bị phiền não trói buộc, Bồ Tát tự đoạn phiền não để giúp chúng đoạn trừ phiền não. Chúng sinh bị trói buộc trong tham chấp sự hiểu biết của mình, Bồ Tát tự trừ ngã kiến để độ mọi loài. Chúng sinh không điều phục các căn, Bồ Tát tự điều phục căn mình để cứu chúng sinh. Chúng sinh tự cho không tạo tác, không thọ nhận, Bồ Tát giảng có tạo tác, có thọ nhận để độ chúng. Chúng sinh không biết ân nghĩa, Bồ Tát giảng pháp ân nghĩa để độ chúng sinh. Chúng sinh chưa đạt đã cho là đạt, Bồ Tát tu tập chánh pháp để trừ tâm tăng thượng mạng của chúng.
chúng sinh thô bạo nói lời hung ác, Bồ Tát nói lời lành để cứu chúng. Chúng sinh mãi tham lam, Bồ Tát tu pháp biết đủ để độ sinh. Chúng sinh không cung kính cha mẹ, bậc trưởng thượng, Bồ Tát tu tập pháp không buông lung, để chúng sinh cung phụng tôn kính cha mẹ, bậc trưởng thượng. Chúng sinh nghèo cùng khốn khổ, Bồ Tát tu bảy pháp tài để cứu chúng. Chúng sinh bị bốn rắn độc não hại, Bồ Tát tu pháp thân niệm xứ để độ sinh. Chúng sinh bị vô minh ngu muội, Bồ Tát tu trí tuệ giúp chúng sinh đốt đèn trí sáng. Chúng sinh thích giá mình trong ba cõi, Bồ Tát tu đạo giải thoát giúp chúng sinh ra khỏi ba cõi. Chúng sinh thích hành tà đạo, Bồ Tát tu pháp chánh đạo để độ chúng. Chúng sinh tham chấp thân mạng, Bồ Tát tu pháp không tham chấp để cứu chúng. Chúng sinh không cung kính cúng dường tam bảo, Bồ Tát tu pháp tính kính để giúp chúng sinh tinh kính tam bảo. Chúng sinh chưa là Phật lại tự cho là Phật, Bồ Tát tu sáu niệm giúp chúng sinh biết pháp chân thật. Thiện nam, đó là 32 nghiệp của chúng sinh. Thấy thế, Bồ Tát tự tu làm thanh tịnh tất cả pháp lành để trừ các nghiệp ác, giúp chúng sinh làm lành. Thiện nam, Đại Bồ Tát có vô số hạnh, vì sao? Vì phiền não của chúng sinh là vô kể, nên Bồ Tát tu vô lượng hạnh lành để độ chúng. Thiện nam, hằng hà sa chúng sinh dù đều an trụ thanh văn và bích chi Phật tựa vẫn không sinh được với Bồ Tát vừa phát tâm, dù là một phần trăm một phần ngàn vẫn không xá nổi. Vì sao? Vì hàng nhị thừa quán sát phiền não là để giải thoát chính mình. Bồ Tát không như vậy, quán phiền não là để giải thoát tất cả chúng sinh. Thiện nam, hành nghiệp của Đại Bồ Tát vượt trên nghiệp hạnh của phàm phu nhị thừa. Vì sao? Vì tánh nghiệp của chúng sinh là điên đảo, hành nghiệp của nhị thừa lại hạ nghiệp. Hành nguyện của Bồ Tát rộng lớn vô biên, vì thế Bồ Tát hơn tất cả thanh văn duyên giác. Sau khi nghe pháp ấy, Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương hết sức vui mừng thưa Phật: Thế Tôn, thật kỳ diệu, thật là pháp không thể nghĩ bàn. Như đây đại giảng nói về an lạc trang nghiêm, sự sáng soi tâm đại bi của Bồ Tát, nghiệp thiện của Bồ Tát. Kính xin Thế Tôn giảng nói thế nào là tâm đại bi của Phật đối với chúng sinh, thế nào là bi, bi có những hành gì, hình tướng ra sao, vì sao có, thế nào là hạnh nghiệp của Phật, hạnh tướng ra sao, nguyên nhân của nghiệp ấy. Thật hy hữu thay Thế Tôn, bậc thầy biết tất cả, xin giảng thuyết cho chúng con. Đức Phật nói: lành thay Thiện nam, tâm đại bi của Như Lai không xuất không hành. Vì sao? Vì từng hàng không biến đổi, thành tựu được từ sự tu tập trong vô lượng kiếp. Vì vậy tâm đại bi đó không hành, không chuyển, không tu, không xả, hiện hữu trong tất cả chúng sinh. Thiện nam, tâm đại bi của chư Phật vô lượng vô biên, tâm đó bình đẳng, từ xưa đến nay không chút, không bút mực nào kể hết. Thiện nam, chư Phật Thế Tôn luôn sống trong đại bi và trí giác, hai pháp ấy không sai khác. Pháp Bồ Đề vô thượng của Như Lai không căn không trụ, căn là ngã kiến, trụ là bốn đảo. Như Lai biết rõ căn trụ nên trí giác đó không căn trụ. Chúng sinh không có không căn trụ, không trụ, nên Như Lai khởi tâm đại bi ban cho chúng sinh không căn không trụ. Như Lai thuyết giảng chánh pháp để mọi loài biết rõ. Thiện nam, Bồ Đề là thanh tịnh tịch tỉnh. Thế nào là thanh tịnh tịch tỉnh? Tịnh là bên trong, tịch là bên ngoài, bên trong là mắt không. Không nên, không ngã, không sở hữu của ngã. Vì sao? Vì tánh là một, ý cũng thế. Vì sao? Vì tánh là một nên khi biết mắt không thì không chấp nơi sắc, sắc tâm nên là tịch tỉnh. Cho nên ý pháp cũng thế. Chúng sinh không biết Bồ Đề thanh tịnh tịch tỉnh nên Như Lai khởi tâm đại bi, diễn thuyết chánh pháp cho chúng biết. Thiện nam, tánh tâm của chúng sinh vốn tịnh, tánh vốn tịnh nên không bị phiền não làm nhiễm ô, như hư không, không bị ô nhiễm, tánh tâm và tánh hư không bình đẳng không ai. Chúng sinh không biết tánh tâm thanh tịnh bị phiền não ràng buộc nên Như Lai khởi tâm đại bi, diễn thuyết chánh pháp để chúng hiểu. Thiện nam, Bồ Đề là không lấy, không bỏ. Thế nào là không lấy? Như Lai không thấy pháp mê giác. Vì sao? Vì các pháp không kia đây. Như Lai thật biết như thế nên là không lấy. Thế nào là không bỏ? Chúng sinh không biết pháp giới, Như Lai giảng dạy để chúng biết rõ. Đó là không bỏ. Vì vậy Như Lai khởi tâm đại bi,
thuyết giảng chánh pháp để chúng sinh biết hai pháp trên. Thiện nam bồ đề là không tưởng không chuyên. Thế nào là không tưởng không chuyên? Không thấy nhãn thức, ý thức không thấy sắc tướng, pháp tướng không biết, không thấy, không chấp giữ các pháp ấy là không tưởng không duyên. Không tưởng không duyên là hạnh thánh. Thế nào là hạnh thánh? Đó là không hành hạnh ba cõi. Thiện nam như vậy không làm là hạnh thánh. Hết thảy thánh nhân không hành nơi hành, chúng sinh không hành hạnh thánh, nên Như Lai khởi tâm đại bi diễn thuyết chánh pháp để chúng biết. Thiện nam bồ đề không thuộc ba đời. Không thuộc ba đời là ba đẳng: y, ý quá khứ, thức vị lai, tham hiện tại là ba phần. Biết rõ ba phần nên ý, thức, tham không còn chỗ dựa. Vì thế không tiếc quá khứ, không mong cầu vị lai, không tham ái hiện tại. Biết ba đời bình đẳng là biết đúng. Vì muốn chúng sinh đủ chánh kiến bình đẳng đó, nên Như Lai khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp. Thiện nam bồ đề là không thân, không tạo tác, không thuộc sự hiểu biết của nhãn thức cho đến không phải là cảnh giới của ý thức, gọi là không thân, không sinh, không diệt, không tận, không trụ, không có ba tướng là không tạo tác. Thiện nam, tánh của tất cả pháp là không tánh, đó là không tánh nên là không hai. Vì thế bồ đề không thân, không tạo tác, chúng sinh không hiểu như thế, do đây biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp. Thiện nam bồ đề không có phân biệt, không có cú nghĩa. Nghĩa ấy ra sao? Không nơi trụ là không phân biệt, không thuộc ngôn tự là không cú nghĩa, không hai là không phân biệt, không nhận pháp giới là không cú nghĩa, không dao động là không phân biệt, không đổi khác là không cú nghĩa, không thể dạng nói là không cú nghĩa, rỗng lặng là không phân biệt, không giác quán là không phân biệt, không tướng là không cú nghĩa, không phát khởi là không phân biệt, không nguyện là không cú nghĩa. Biết gọi chúng sinh như hư không là không phân biệt, không có cõi chúng sinh là không cố nghĩa, không diệt là không phân biệt, không làm là không cố nghĩa, không hành là không phân biệt, bình đẳng là không cố nghĩa, biết bình đẳng là không phân biệt, tịch tỉnh là không cố nghĩa. Chúng sinh không hiểu các nghĩa ấy, Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp cho chúng sinh. Thiện nam bồ đề không thể chứng đạt bằng thân, bằng tâm. Vì sao? Vì thân tâm như huyễn. Nếu hiểu biết một cách chân thật về thân tâm là đạt bồ đề. Vì truyền bá nên nói là bồ đề, nhưng tánh của tướng bồ đề thật không thể thuyết giảng, không thể nói là pháp là phi pháp, không thể nói là có là không, không thể nói là thật là hư. Vì sao bị tánh không thể nói? Bồ đề không có nơi dừng, không thể thuyết giảng như hư không. Vì thật biết các pháp là không thể giảng thuyết, trong ngôn tự không có pháp, trong pháp không có ngôn tự. Vì lưu truyền nên thuyết giảng, phàm phu không hiểu ý ấy, Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp. Thiện nam bồ đề là không chấp giữ, không chuyên. Nghĩa ấy thế nào? Thật biết về nhãn là không chấp giữ, biết mắt không cảnh giới là không duyên. Thật biết về ý là không chấp giữ, biết ý không cảnh giới là không duyên. Như Lai biết bồ đề không thể nắm bắt là không chấp giữ, không nhà cửa là không duyên, nhãn thức không trụ trong sắc là không nhà cửa, ý thức cũng thế. Tâm của tất cả chúng sinh không nơi dừng, Như Lai thật biết tâm không trụ xứ. Không trụ xứ là không có bốn pháp sắc thọ tưởng hành. Tâm không trụ trong bốn pháp ấy nên tâm không nơi dừng. Vì thế tất cả các pháp đều không nơi dừng, Như Lai thật biết nghĩa ấy. Chúng sinh không hiểu, Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp. Thiện nam bồ đề tuy được gọi là không, nhưng trong bồ đề không có tướng không, nên là không, tất cả các pháp là không. Bồ đề cũng vậy, Như Lai thật biết như vậy nên được tên là bậc biết không. Chư Phật biết các pháp nhưng thật không có pháp biết không. Trong không cũng thế, bồ đề vô thượng là không, và bồ đề là một, không và bồ đề là một không phải hai. Nếu ngoài không bồ đề mà có pháp thì có thể nói là hai. Vì không hai nên là không, không danh tự nên là không, không tướng mạo nên là không, không oai nghi, không tu hành, không giảng thuyết nên là không. Thiện nam đệ nhất nghĩa là không có các pháp. Nếu không có các pháp, vì sao nói là không? Thiện nam, ví như hư không, không ngôn ngữ, không thuyết giảng. Vì không ngôn thuyết nên gọi là hư không. Trong không ngôn thuyết, không có ngôn thuyết nên là không. Các pháp cũng thế. Không danh tự nói là danh tự ấy không có nơi dừng.
Nếu thế, pháp của danh từ ấy cũng vậy. Như Lai thật biết các pháp không sinh diệt nên gọi là đạt giải thoát, không bị trói buộc. Vì sao gọi là đạt giải thoát? Như Lai không trói buộc, không giải thoát. Tất cả phàm phu không biết pháp ấy, Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp để chúng hiểu. Thì Nam Bồ Đề như hư không, tánh của hư không, không bằng, phẳng, không cao thấp, Bồ Đề cũng thế. Nếu các pháp là không tánh thì không thể nói là bằng phẳng cao thấp. Như Lai biết các pháp không cao thấp bằng phẳng, cho đến hạt bụi cũng không cao thấp bằng phẳng. Nếu pháp có tánh tức là trí như thật biết các pháp vốn không nay có, nhưng tuy có vẫn trở về không. Lúc sinh, lúc diệt đều không ràng buộc, từ duyên sinh, từ duyên diệt, đó là đạo. Quyết đoán về đạo ấy là Bồ Đề, chúng sinh không biết đạo chân thật. Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp để chúng biết. Thì Nam Bồ Đề là pháp chân thật, sắc cũng thế, bình đẳng không sai khác. Thọ tưởng hành thức, đất nước lửa gió, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng như thế. Đó là pháp được lưu hành, thật biết phải ấm nhập giới, pháp không có điên đảo. Không điên đảo là nhận biết pháp quá khứ, vì là hiện tại đều không sinh, không diệt. Đó là không điên đảo, là pháp chân thật, mọi một pháp là tất cả pháp, tất cả pháp là một pháp. Đó là pháp chân thật, phàm phu không hiểu, Như Lai biết rõ đang khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp để chúng biết. Thiền đang Bồ Đề không phải trong, không phải ngoài, không phải trong, không tạo tác, không phải ngoài là không giác biết. Trong là tạo tác, ngoài là tướng. Thể của Bồ Đề không phải tạo tác, không phải tướng. Đó là không phải trong, không phải ngoài, không phải trong, không phải nghiệp thân khẩu ý, không phải ngoài, không phải duyên của ba nghiệp, không phải trong, không tướng. Giải thoát không phải ngoài là không giải thoát. Phàm phu không hiểu các nghĩa ấy, Như Lai biết rõ nên khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp để chúng biết. Thiền Nam Bồ Đề là vô lậu, vô thủ. Nghĩa ấy là thế nào? Vô lậu là xa lìa trong bốn dòng dục hữu, vô minh, kiến. Vô thủ là trừ bốn sự chấp giữ, dục hữu, kiến giới. Chúng sinh bị vô minh che lấp, sống trong bốn sự chấp giữ đó. Vì tham ái nên chấp ta, chấp sở hữu của ta. Như Lai biết rõ nguồn gốc của chấp ngã nên làm thanh tịnh ngã, thanh tịnh chúng sinh. Làm thanh tịnh ngã nên không thấy chấp các pháp, cũng không suy xét phi pháp, không vô minh và vì thế không có 12 nhân duyên. Không có 12 nhân duyên thì không sinh. Không sinh là nhập quyết định tụ. Nhập quyết định tụ là hiểu rõ nghĩa. Hiểu rõ nghĩa là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là không chúng sinh. Không chúng sinh là không thể nói. Không thể nói là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là pháp. Pháp chính là Như Lai. Vì thế trong kinh ta dạy, ai thấy 12 nhân duyên là thấy pháp. Thấy pháp là thấy Như Lai. Thấy Như Lai là không gì để thấy. Có đối tượng thấy là thấy sai lầm. Thấy sai lầm là thấy tưởng và số của tưởng. Như Lai không tưởng, không số tưởng, nên thấy Như Lai là không có đối tượng thấy. Thấy Như Lai là không tưởng, không tạo tác, không giác, không biết là thật thấy Như Lai. Như Lai cũng thế, giác biết tất cả pháp bình đẳng như pháp giới, không chấp giữ, phàm phu không biết, nên Như Lai khởi tâm đại bi, thuyết giảng chánh pháp để chúng rõ. Thiền Nam Bồ Đề là thanh tịnh, tịch tịnh, sáng suốt, không tranh chấp, nghĩa ấy thế nào? Không xen lẫn phiền não là thanh tịnh, là không. Giải thoát là tịch tịnh, không tướng, không nguyện là sáng suốt. Không sinh, không diệt là không tranh chấp. Không sinh là tịnh, không diệt là vắng lặng. Chấp nắm bắt là sáng suốt. Không phát khởi là không tranh chấp. Tánh là tịnh, không phiền não là tịch tịnh, sáng suốt, không tranh chấp. Pháp giới là tịnh, tánh chân thật là tịch tịnh, sáng suốt, không tranh chấp. Tánh hư không là tịnh, không phân biệt pháp giới là tịch tịnh, sáng suốt, không tranh chấp. Trong ngoài thanh tịnh là tịch, không nắm bắt, không chấp chặt các pháp là tịch tịnh, sáng suốt, không tranh chấp. Thật biết năm ấm là tịnh, thật biết giới là tịch tịnh, sáng suốt,
trừ các nhập là không tranh chấp, biết quá khứ đã hết là tịnh. Biết vị lai không sinh là tịch tỉnh, biết hiện tại ở trong pháp giới, không chuyển động là sáng suốt, không tranh chấp, bốn pháp thanh tịnh, tịch tỉnh, sáng suốt, không tranh chấp. Nhập trong một giới, một pháp, một cố, ba pháp đó là niết bàn. Trừ phiền não là tịnh, trọn vẹn là tịch tỉnh, không ưu tố là sáng suốt, không thể nói là không tranh chấp. Vì thế có câu, Đức Thích Ca lặng im, chẳng nói câu nào. Thiện nam Bồ Đề là hư không là pháp, chúng sinh như pháp, ruộng phước như chúng sinh, niết bàn như ruộng phước, vì vậy tất cả các pháp đều là niết bàn. Hiểu pháp giới như thế nên Như Lai được tôn là Phật, tu tập bốn pháp thanh tịnh, tịch tỉnh, sáng suốt, không tranh chấp là Phật. Như Lai biết phương tiện quyền biến, nên khi đạt Bồ Đề, Phật yên lặng, không giảng thuyết cho đến khi Phạm Vương thỉnh Phật. Khi ấy Phạm Vương thi khí, cùng 68.000 phàm tiên đến chỗ Phật cúi lại chắp tay thưa: Cúi xin Như Lai thương xót chúng sinh thuyết giảng chánh pháp. Phạm Vương nói kệ: Chư Phật, Như Lai tịnh vắng lặng, sáng suốt, không ngại, không tranh chấp, không chữ, không tiếng, không thuyết giảng, thật biết tất cả như pháp giới, trải vô số kiếp vì chúng sinh khổ luyện thọ trì giới thế gian. Giác ngộ chúng sinh kẻ mê ngủ, không hiểu thật nghĩa mãi buông lung. Trong đại hội này vô số chúng từng tu pháp lành với chư Phật, hiểu nghĩa chân thật pháp sâu xa, xin Phật xót thương giảng chánh pháp. Hội chúng đã trừ mọi ma chướng, mở cửa cam lộ cứu chúng sinh. Như Lai được tôn chân đạo sư, chỉ dạy pháp màu cho tất cả. Như Lai tuy đủ đại từ bi, thương yêu chúng sinh như con đỏ. Nhưng pháp vốn vậy, bạch Thế Tôn, xin vì chúng sinh giảng chánh pháp. Ba đời chư Phật xoay xe pháp, ngưỡng mong Như Lai cũng làm thế, đạo sư tối thượng không thoái chuyển, chỉ dạy mọi loài một đạo màu. Như mưa thấm khắp muôn cây cỏ, Như Lai trừ khát cho chúng sinh, Phật tuôn mưa pháp cho đại chúng, chứng đạt vô số quả vô thượng. Lúc mới thọ sinh, Phật phát nguyện cứu khổ, cứu thoát khổ đau cho tất cả. Chúng sinh khát ngưỡng vị cam lồ, xin bậc đại trí tuôn mơ pháp. Nhận lời của Phạm Vương, Như Lai liền đến vườn nai trụ xứ của tiên nhân thuyết giảng chánh pháp. Pháp ấy trời ma phạm sa môn bà la môn không thể thuyết giảng. Lúc đó Phật giảng pháp bốn đế thì kheo kiều trời như đạt pháp nhãn tịnh, tiếng Phật vang khắp tam thiên đại thiên cõi nước. Khi ấy Đức Phật nói kệ, pháp nghĩa thâm diệu không thể nói. Đệ nhất thật nghĩa không ngôn tự, tỳ kheo kiều trời như biết pháp, chứng quả Bồ Đề đạo vô thượng, vô lượng vô số kiếp quá khứ, ta đã đạt được nay ông đạt. Lúc Phật nêu giảng pháp này, với số chúng sinh đều điều phục thân tâm, Phật thì hiện thần thông đại bi như thế, A Tăng Kỳ người thấy được phát tâm Bồ Đề vô thượng. Thiện nam về chúng sinh, Như Lai khởi 16 pháp đại bi, và vì thế, trải qua hàng hà xa số kiếp, Phật vào địa ngục chịu khổ thay cho chúng sinh, không hề hối hận, như tâm bi của Phật không tổn giảm. Do ý nghĩa ấy, nên tâm đại bi của Như Lai là không thể nghĩ bàn. Này thì nam, tâm bi của hàng thanh văn như sạch ngoài da, tâm đại bi của Bồ Tát như xả về thịt, tâm đại bi của Như Lai như đập vỡ xương để lấy được tủy. Vì thế của tâm bi nơi Phật như khắc sâu vào cốt tủy, tâm bi của thanh văn là tán thán tri kiến của Phật. Tâm bi của Bồ Tát là khuyên chúng sinh tu hành, tâm bi của Phật là tạo cái chúng sinh đạt quả Bồ Đề vô thượng, tâm bi của thanh văn là nhân duyên từ, tâm bi của Bồ Tát là điều phục chúng sinh, tâm bi của Như Lai là độ chúng sinh giải thoát, tâm bi của thanh văn có từ sự khổ, tâm bi của Bồ Tát phát khởi trừ đoạn khổ, tâm bi của Phật có từ sự đoạn trừ tất cả nhân duyên. Thì nam, Như Lai tu tập tâm bi như thế, dù chỉ vì một chúng sinh, Như Lai cũng trụ đời suốt 100.000 vạn kiếp, vô số kiếp không nhập niết bàn. Thiện nam, đại bi của Như Lai thành tựu cho lượng công đức như vậy. Thiện nam, về vô lượng vô số A Tăng Kỳ kiếp thời quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Chiên Đàng Quật, nước tên Đại Hương, kiếp tên Thượng Hương. Đức Phật Chiên Đàng Quật thuyết giảng chánh pháp cho chúng thanh văn suốt 332 vạn kiếp, suốt thời gian ấy từ mỗi lỗ chân lông trên thân Phật.
đều thoảng một mùi hương thơm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đất nước ấy không có mùi hôi thối, cây cỏ sông núi đều thoảng hương chiên đàn. Mùi thơm trên thân của chúng sinh cũng thế. Chúng không có ba nghiệp ác. Đệ tử Phật ngửi hương này liền đặt bốn thiền. Thời ấy có 10.000 Đức Phật tuần tự xuất thế đều cùng một hiệu chiên đàn quật. Do đó kiếp số tên Thượng Hương, làm mọi việc xong Như Lai nhập định nhập Niết Bàn. Đức Phật lại quán chúng sinh, ai chưa điều phục thì đến điều phục, giới thiên nhẹ thanh tịnh. Phật thấy ở cõi phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có một người đã từng trong căn lành với các Đức Như Lai, nay phải nhờ Phật mới được độ thoát. Thành văn không thể hóa độ người này, 6-8.000.000 kiếp. Người này thọ sinh, hưởng thụ năm dục sẽ được nghe kinh Đại Thừa, phát tâm Bồ Đề vô thượng, an trụ không thoái chuyển. Lúc này Phật khởi phương tiện bằng tâm bi, bảo các tỳ kheo, giờ đã đến Như Lai nhập Niết Bàn. Nói xong, Như Lai nhập định bất thối, bất hối, thì hiện để chúng sinh biết Như Lai đã Niết Bàn, khiến đại chúng thiết lệ cúng dường. Đã qua hết 68.000.000 năm thời chánh pháp, đệ tử Phật không một ai nghĩ đến pháp tà vậy. Giới xác định Đức Phật chiên đàn quật, ẩn thân suốt 8.000.000 kiếp. Về sau người kia sinh trong nhà một trưởng giả ở cõi người. 80 năm sau Phật xuất định đến nhà trưởng giả. Người trong nhà từ lớn đến nhỏ không ai thấy Phật, chỉ mỗi người kia thấy Phật. Để người kia chán ghét năm dục, Đức Phật thuyết pháp cho. Nghe xong người kia đặt tâm Bồ Đề vô thượng. Biết vậy Như Lai tỏ ký cho người kia. Thiền Nam, 72.000 A Tăng Kỳ, 100.000 kiếp thời vị lai, ông sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, thành Phật hiệu Bảo Thượng. Những lời ấy mọi người ở đó không ai nghe được, riêng 12.000 thiên nhân được nghe, nên họ phát tâm Bồ Đề vô thượng đồng thanh nói. Trong khi Đức Bảo Thượng thành Phật, chúng ta được làm đệ tử, được học hỏi chánh pháp. Biết vậy Đức Như Lai thọ ký cho họ, khi Đức Bảo Thượng Như Lai thành Phật, các vị sẽ làm đệ tử thọ pháp Đức Phật ấy, cũng sẽ thọ ký cho các vị thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Thọ ký xong, Đức Chiên Đàn Quật hoàn toàn phải Đức Bàn. Tất cả chư thiên đều thiết lệ cúng dường. Thiện Nam, tâm đại bi viên mãn của Như Lai hàng thanh văn chuyên giác không thể biết được. Thiện Nam, lúc đó Đức Phật không làm mất giống Phật, chúng sinh cúng dường tam bảo cũng thế. Lúc Đức Phật Thích Ca giảng nói pháp đại bi, ba hằng hà sa chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, một nửa đại chúng thành tựu pháp nhẫn, một nửa trong số một nửa chúng ấy đạt trọn vẹn 16 pháp đại bi, số còn lại đạt pháp nhẫn của Phật. Khi đó tất cả hàng trời người nghe pháp vui vẻ cùng tán thán Phật, hy hữu thay, kỳ diệu thay, Như Lai thuyết pháp đại bi như thế.